công khai chuyện tình cảm khi Kazik đang ngồi ghế huấn luyện viên của Giáp Việt một chương trình siêu hot năm 2020. Tiền Bell La Hứng chịu không ít sự soi mói và áp lực từ cả fan lẫn anti-fan của chàng rapper điển trai này. Trong suốt thời gian hẹn hò công khai, cặp đôi liên tục gặp trục trặc. Bell La thường xuyên có động thái dỗi hờn, unfollow Kazik trên mạng xã hội. Cuối cùng, sau 4 tháng công khai kể từ tháng 8 năm 2020, Bell La và Kazik đã chính thức thông báo đường ai nấy đi. Kazik vẫn nhắc đến bạn gái cũ Bell La với một sự tôn trọng đặc biệt. Trong tất cả các bạn gái cũ, người khiến Kazik tự mình thay đổi bản thân nhiều nhất cho đến thời điểm hiện tại là Bell La. Mới đây, nhiều người qua đường đã chia sẻ việc bắt gặp Kazik và Bell La cùng có mặt ở một quán ăn ở Đà Nẵng, dấy lên nghi án cặp đôi tái hợp. Huấn luyện viên Giáp Việt cũng không phủ nhận việc mình xuất hiện ở đó, nhưng anh lý giải chuyện đụng độ tình cũ là tình cờ. Một fan hỏi, hôm nay chị Bell La ở Đà Nẵng à? Khi Kazik đăng ảnh check-in ở Đà Nẵng, nam ca sĩ nhẹ nhàng đáp lại, chắc cô ấy đi với bạn cô ấy, anh không nằm trong số đó. Hiện tại, Kazik đang được fan đẩy thuyền với Ninh Dương Lan Ngọc bởi cả hai có sự tương tác khá ăn ý trong chương trình Running Man Việt Nam mùa 2. Dân tình rất mong chờ một chuyện tình đẹp nữa được vun đắp trong showbiz Việt.